Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thường trực Ban Bí thư giao ban với thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Ban tổ chức tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các làng nghề hoa cây cảnh chuẩn bị các sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Cừ tích cực vận động người dân giải phóng mặt bằng thi công các dự án. Bắt quả tang hai tàu hút cát trái phép trên sông Hồng. Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2023 của đồng chí Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tỉnh ủy, thành ủy đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chủ động sáng tạo linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, trực tiếp, sâu sát và linh hoạt. Thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu năm 2023. 7 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trước những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, vì vậy, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bí thư và Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, sâu sát cơ sở, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra. Chiều nay, Ban Tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Một trong những kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 là việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên nói chung trong đơn vị kinh tế tư nhân nói riêng có nhiều tiến bộ. Năm 2023, toàn tỉnh kết nạp mới gần 2.000 đảng viên, đạt 125% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tăng 1,5 lần so với năm 2022. Thành lập mới 28 tổ chức đảng, kết nạp hơn 280 đảng viên mới trong đơn vị kinh tế tư nhân, đạt hơn 170% so với chỉ tiêu giao. Thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố đạt gần 97%. Qua đó, giảm được trên 200 chi bộ cùng trên 800 bí thư chi bộ và trưởng thôn. Việc thực hiện nghị quyết số 39 về thí điểm bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương, dù mới triển khai nhưng đã đạt và vượt mục tiêu đến năm 2025. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ sau. Tham mưu điều động, luân chuyển gần 170 cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác trên 300 đồng chí. Tuy nhiên, còn 3 đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, mặc dù có nguồn kết nạp là thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ và huyện Kim Động. Công tác phát triển tổ chức, đoàn thể, đoàn viên trong đơn vị kinh tế tư nhân chưa tương xứng với tiềm năng, kết quả còn rất thấp. Tham mưu triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo yêu cầu. Tỷ lệ chuyển đổi vị trí trưởng phòng giữ chức vụ quá 8 năm chưa thực hiện còn khá lớn. Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ra soát đánh giá nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch điều động luân chuyển, tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo yêu cầu để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế và vị trí việc làm. Thì ở đây đề nghị các đồng chí quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai hết sức là nghiêm túc,
và có hiệu quả thì tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương. Ban tổ chức tỉnh ủy sẽ chủ trì phối hợp với các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện việc rà soát các vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị để điều chỉnh phù hợp với thực tế. Và một trong những nhiệm vụ rất rất quan trọng chúng ta phải triển khai thực hiện mà phải thực hiện trước tháng 9 năm 2024, đó là việc triển khai thực hiện phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Cái này nó sẽ xáo trộn, nó ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại các cái tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt là chúng ta phải rất khéo về sắp xếp cán bộ để hỗ trợ cho việc tổ chức đại hội đảng bộ của cấp xã vào quý 1 của năm 2025, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ này cũng như là nhiệm kỳ sau để chuẩn bị nguồn cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ sau, để chúng ta tránh sự hụt hẫng về cán bộ, đặc biệt là chúng ta coi trọng cái việc gắn kết giữa quy hoạch cán bộ với điều động luân chuyển đào tạo bồi dưỡng, trong đó các đồng chí cũng hết sức là quan tâm trong việc xử lý dứt điểm những cái trường hợp có các cái quan hệ về cán bộ theo quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, và kiên quyết điều chuyển rồi cho từ chức miễn nhiệm đối với cán bộ có vi phạm khuyết điểm, năng lực yếu kém rồi uy tín giảm sút, và cũng kiên quyết sắp xếp những cán bộ và người đứng đầu giữ những các cái vị trí mà đã 2 nhiệm kỳ hay là 8 năm và thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo quy định 583 ngày 22 tháng 12 năm 2023, chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng và chỉ thị số 42 ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện bố trí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban dân xã phường thị trấn không phải là người địa phương theo nghị quyết 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và tiếp tục thực hiện nghiêm túc đánh giá thực chất công tác cán bộ theo quy định 540 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy các đồng chí phối hợp với các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị rà soát lại quy định 540 để xem những có cái điểm gì mà nó còn bất cập thì các đồng chí sửa. Nhân dịp này, 8 cá nhân được nhận kỷ niệm chương về sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Sự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh. Năm 2023, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc tiếp tục được mở rộng và vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Hiện toàn quốc đang có khoảng 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số. Trên 18 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt gần 40% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỉnh Hưng Yên có trên 1,17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,86% dân số. Gần 249.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, 240.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 100% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra bằng những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo tỉnh, đánh giá đúng thực trạng, xác định phương hướng, các nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong năm 2024, quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách. Và nếu như mà làm tốt năm nay. Chiều qua, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Hiện thành phố Hưng Yên đang duy trì hoạt động hiệu quả của hơn 250 mô hình tự quản về an ninh trật tự, điển hình camera giám sát an ninh. Trong đó,
12 trên 17 mô hình camera an ninh với 189 mắt camera kết nối với 12 màn hình tích hợp đặt tại Trung tâm Chỉ huy Công an phường xã. Mô hình các xã ven sông không có ma túy giai đoạn 2023-2025, góp phần giảm số đối tượng ma túy trên địa bàn 5 xã từ 37 đối tượng xuống còn 32 đối tượng. Năm 2023, thành phố có 3 công an phường được đề nghị công nhận là điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 153 tin có giá trị. Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án đối với 73 vụ, 162 đối tượng, bắt vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú. Vận động nhân dân giao nộp và tổ chức tiếp nhận 34 vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ, 11 kg pháo. Huyện Văn Lâm vừa ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Đây là nơi thu thập tổng hợp thông tin trên tất cả các lĩnh vực giúp lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động của huyện. Trung tâm IOC thực hiện các chức năng như cơ sở dữ liệu về dân cư huyện Văn Lâm, giám sát các lĩnh vực như hành chính công, thông tin trên môi trường mạng, điều hành văn bản điện tử, chỉ số DTI, ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số. Trung tâm IOC giúp các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai hoạt động điều hành, điều phối xử lý các công việc thuộc thẩm quyền quản lý, nhận diện các vấn đề cần quan tâm hoặc các vi phạm trong hoạt động của đời sống, đồng thời giúp người tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang có hơn 180 ha hoa cây cảnh, trong đó chủ yếu là quất cảnh. Thời điểm này, không khí tiêu thụ quất cảnh phục vụ thị trường Tết đang rất sôi động. Năm nay, người trồng quất rất phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, làm quất bắt mắt, bán được giá. Khắp các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Mễ Sở những ngày này luôn tấp nập các xe tải của thương lái từ khắp các tỉnh thành trong cả nước về thu mua quất. Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, song đa số quất tại các vườn đều đã được mua hết. Giá quất năm nay nhỉnh hơn so với năm trước. Loại bình dân bán buôn tại vườn dao động khoảng 180 đến 250 nghìn đồng một cây. Còn với loại quất thế với kiểu dáng đa dạng phong phú và được trồng trong các lọ chum, chậu và bề cảnh thì có giá từ 1 đến 20 triệu đồng một cây. Quất hương yên là tương đối là đẹp, từ cây đến thế đến quả nó cũng dễ bán nên là anh em năm nào cũng về. Hôm nay đoàn chúng tôi về 6 xe, dự kiến khoảng mùng 10 thì lại về đợt tiếp, mới về mùng 4 âm 4 xe thì bán được già nửa rồi, nên là hôm nay anh em lại tiếp tục về lấy để bán hàng phục vụ bà con Tết. Bây giờ thì cũng là đang lúc là ngày hội của quất cũng như là ngày hội hoa của Xuân Quan ấy, thì là chúng tôi rất là phấn khởi, có những thương lái ở các nơi khác về thu mua. Năm nay là quất cũng được giá và cũng thuận lợi, và cây cối năm nay là cũng đẹp hơn mọi năm do thời tiết ủng hộ. Cây quất cảnh mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Năm 2023, giá trị trên 1 hecta trồng quất cảnh của xã Mễ Sở đạt 750 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người trồng đào ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã sẵn sàng các cây đào đẹp nhất để cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán, các chủ vườn trồng đào ở thôn Ngọc Đà đang hối hả thay áo mới, đưa đào lên chậu để phục vụ nhu cầu đặt hàng từ các tỉnh. Đánh giá về chất lượng cây hoa đào năm nay, anh Phùng Viết Hưng, một trong những chủ vườn có diện tích trồng đào lớn ở Ngọc Đà cho biết, năm nay mắt đào to hơn so với mọi năm, bông đều, tuy nhiên giá cả sẽ không cao hơn mọi năm. Giá bán so với mọi năm thì như nhau, bởi vì kinh tế nó cũng khó khăn. Ai cũng chơi được ấy, chỉ cứ bình bình từ 1 triệu đến 100 triệu. Cây hoa đào được để mầm ở Ngọc Đà từ gần 30 năm nay. Vào những năm cao điểm, diện tích trồng hoa đào của làng Ngọc Đà lên tới 30 ha. Những năm gần đây do phải nhường đất cho phát triển công nghiệp, diện tích cây hoa đào của làng vẫn đạt trên 10 ha. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán này, làng Ngọc Đà sẽ có khoảng 30.000 cành và cây đào cảnh cung ứng cho người tiêu dùng. Nét mới ở làng hoa Ngọc Đà hiện nay là chủng loại đào cảnh rất phong phú. Nét mới là tôi chuẩn bị cho 4 năm để tôi ra một cái CG đào Lưỡng Long Chầu Nguyệt. Năm nay là năm rồng, tôi ra có 100 cây, hiện tại bây giờ không đủ vàng. Cứ gần Tết là em cũng có đi một vài điểm, nhưng mà đa phần là mua ở đây. Vì là cái mẫu đào ở đây thì em thấy là đẹp hơn một số khu khác, mà cái giá nó cũng hợp lý. Giá trị mà cây đào mang lại nó cao gấp nhiều lần so với lại trồng lúa và các loại cây khác. Bình quân thì mỗi năm thì một hộ trồng đào thu nhập từ 70 triệu cho đến 120 triệu trên một sào. Thời điểm này tại nhiều vườn đào ở Ngọc Đà có nhiều khách tới lựa chọn đặt thuê hoặc mua đào. Mấy năm gần đây xu hướng thuê đào trên Tết
sẽ tiết kiệm được tài chính, được khách hàng lựa chọn nhiều hơn. Cây hoa đào đang thực sự khiến diện mạo quê hương Ngọc Đà thay ra đổi thịt từng ngày. Từ khi mà cây đào về thôn Ngọc Đà thì chúng tôi cũng xác định đây là cái cây xóa đói giảm nghèo. Chính từ cái cây này mà đời sống của nhân dân trong thôn nâng lên rõ rệt. Hiện nay thì đối với trong thôn thì không còn hộ nghèo. Năm 2023, các doanh nghiệp của tập đoàn Hòa Phát đóng trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách trên 760 tỷ đồng, vượt trên 200 tỷ đồng so với năm 2022. Với 16 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp thành viên của tập đoàn đã có số nộp cao, vượt so với năm 2022 từ 35 tỷ đến 250 tỷ đồng, như công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát Hưng Yên nộp 395 tỷ đồng, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát nộp 132 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Hòa Phát nộp 82 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên nộp 73 tỷ đồng. Ngoài đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, Hòa Phát luôn quan tâm chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Những năm qua, trên địa bàn huyện Phù Cử triển khai nhiều dự án trọng điểm, vì vậy phải giải phóng mặt bằng nhiều, trong đó có cả mồ mả, đất thổ cư và nhà ở. Vì vậy mà cùng với các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tích cực vận động nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Qua rà soát kiểm đếm, hộ ông Nguyễn Đình Ích ở thôn Duyên Ninh có khoảng 15 ngôi mộ cần phải di rời để xây dựng đường Tân Phúc Võng Phan. Ngoài ra, trên nền đất thổ cư gia đình ông cũng phải thu hồi trên 60 m². Qua các lần đến tận nhà vận động tuyên truyền giải đáp những vướng mắc của lãnh đạo thôn, các đoàn thể và đặc biệt là sự phân tích có tình, có lý của cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã và thôn, dần dần ông Ích và gia đình đã đồng thuận, nhất trí cao. Khi có tuyến đường Tân Phúc Võng Phan đi qua khu vực của chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái chủ trương của Đảng nhà nước, nhất trí di chuyển các cụ về nghệ trường mới để tạo điều kiện cho dự án. Thời gian qua, cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Cử đã đi đầu trong công tác vận động tuyên truyền người dân, tổ chức các buổi xuống từng hộ, từng nhà, giải đáp thắc mắc của nhân dân, giúp cho nhân dân hiểu vai trò của các dự án. Trong năm 2023, huyện Phù Cử đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trên 310 ha, đã và đang triển khai 37 dự án, trong đó có 10 dự án trọng điểm của tỉnh, tiêu biểu như cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, cụm công nghiệp Quán Đỏ, Đoàn Đào, dự án đường Tân Phúc Võng Phan, dự án mở rộng đường tỉnh 379. Công tác mặt trận làm khâu tuyên truyền, giải quyết mọi trường hợp khó khăn. Gia đình chúng tôi thì đảng viên, kể cả các con đều nhất trí hoàn toàn cả. Giao nhiệm vụ với ban công tác mặt trận thôn về tuyên truyền vận động đến từng nhà người dân khi chưa được thấu hiểu. Đến nay thì cơ bản các dự án trên địa bàn xã đều được người dân chấp thuận rất cao. Triển khai đến Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các cái dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Và ngoài ra thì Mặt trận Tổ quốc chúng tôi vận động nhân dân để tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng các cái tuyến đường thôn xóm, phấn đấu huyện Phù Cử về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Cử có khoảng 1.000 hộ hiến trên 65.000 m² đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn liên xóm. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Phù Cử là lực lượng nòng cốt trong vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Sự đồng thuận của người dân là cơ sở để các dự án sớm được triển khai, giúp phát triển kinh tế địa phương. Đêm qua, ngày 16 tháng 1 năm 2024, Tổ công tác các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Văn Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh giữa huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Tổ công tác bắt giữ một phương tiện tàu thủy vỏ bê tông cốt thép không có số đăng ký, đang hút cát và nước từ lòng sông Hồng và bơm lên khoang chứa của một phương tiện tàu thủy vỏ sắt có số đăng ký VP1947. Trên phương tiện tàu hút không có số đăng ký có 5 thuyền viên. Các thuyền viên đều khai nhận được một người chỉ đạo đưa tàu về khu vực trên để hút cát và bơm sang mạn cho phương tiện khác. Thời điểm kiểm tra, tất cả những người trên phương tiện tàu hút đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện, đồng thời thừa nhận hoạt động khai thác cát là trái phép. Trên phương tiện tàu thủy vỏ sắt có gắn số đăng ký VP1947, có 3 người, trong đó NTL sinh năm 1983, trú tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, là chủ của phương tiện.
L cùng hai người điều khiển tàu để hứng cát do tàu hút bơm sang. Thời điểm kiểm tra, trên hai khoang chứa hàng của tàu VP1947 có chứa cát khối lượng khoảng 150 mét khối. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.